Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã trở thành vấn đề gây nhiều bức xúc và đơn thư khiếu kiện. Mà nguyên nhân được xác định là từ phía chính các doanh nghiệp, người dân và cả phía chính quyền địa phương. Câu chuyện thu hồi đất tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh để cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Khang thuê đất xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị, kinh doanh thiết bị y tế và nhà ở mà chúng tôi sẽ phản ánh sau đây, cho thấy nếu không có các biện pháp quyết liệt cũng như việc thực hiện đúng cam kết thì sẽ rất khó giải quyết vấn đề. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có quyết định số 461 về việc thu hồi đất tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh để cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Khang thuê đất xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh thiết bị y tế và nhà ở với diện tích 8.432,9 m². Và trong 80 hộ có đất chuyển nhượng thì năm 2010 đã có 69 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường theo đơn giá trên. Còn lại 11 hộ khác thì không chịu nhận tiền theo mức đó mà ở lại tiếp tục đòi hỏi mức đền bù cao hơn. Sự chây ỉ của 11 hộ dân cuối cùng cũng thắng thế. Tháng 7 năm 2013, buộc công ty Minh Khang phải trả cho những hộ này với mức 1.500.000 đồng một mét vuông thì họ mới đồng ý di rời đi chỗ khác. Tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc. Thế nhưng 69 hộ được đền bù cách đây 3 năm quay lại khiếu kiện, đòi công ty đền bù thêm. Lý do là vì công ty không thực hiện đúng bản cam kết, chỉ đền bù một mức giá là 1.000.000 đồng một mét vuông đất. Đã 69 hộ dân tích cực nghe theo đảng, nghe theo đường lối chính sách chủ trương của nhà nước mà. Cho nên bà tôi tích cực lên nhận tiền trước. Mà ngược lại là Minh Khang cam kết với chúng tôi là trả cho những người tích cực, người nhận trước cả rằng thì sau trả rửa không hỗ trợ. Thế nhưng ngược lại là Minh Khang lại trả cho họ là 750 triệu. Đó là những người tiêu cực. Thì nếu như là những người tiêu cực với tích cực thì ở bên pháp luật về bên nhà nước thì phải cân nhắc được cả rằng chứ. Ai là người tích cực, ai là người tiêu cực mà đi thì dân lại càng tiêu cực. Nếu như Minh Khang làm gì đó là dân bức xúc thì những dự án khác khó giải quyết. Dân không đòi hỏi gì, nghị định, quyết định đòi hỏi gì hết, mà đòi hỏi rằng tra cho người xấu bất cứ một cái trường nào, tra cho người xấu mà cao hơn người nhận trước thì phải trả cho người nhận được bằng người nhận học. Đó, nhờ ông giám đốc, nhờ ông giao cho tôi tầng nữa thôi. Sau những lá đơn mà các hộ dân xã Nghi Phú gửi lên Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh bất bình trước sự đền bù của công ty Minh Khang mà theo họ là không công bằng, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Khang tổ chức cuộc đối thoại với người dân. Nhưng rốt cuộc, buổi đối thoại vào chiều ngày 7 tháng 1 năm 2014 tại xã Nghi Phú đã bất thành và hai bên không tìm được tiếng nói chung. Chúng tôi có cam kết là chúng tôi không hỗ trợ thêm một khoản nào cho những hộ sau. Thế nhưng mà sau 3 năm thì một số, còn 11 hộ dân còn lại đã nhận tiền đền bù. Nhưng họ cũng nói lại là trước đây công ty đã nói là nếu tiền mà gửi vào công ty thì công ty sẽ trả lãi suất như là công ty vay của ngân hàng. Vậy bây giờ công ty sẽ phải tính cái lãi suất cho chúng tôi. Thì chúng tôi thấy rằng cái điều đó là vấn đề, nếu như xét về mặt góc độ là những người dân mà nhận sau là coi như là không có nhiệt tình như hộ trước. Đỉnh điểm của buổi đối thoại này đã không còn là đối thoại nữa. Mâu thuẫn giữa 69 hộ dân xã Nghi Phú và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Khang càng thêm gay gắt. Rất có thể nếu không có sự thỏa thuận thống nhất xung quanh đền bù giá cả đất đai thì vụ việc này sẽ phải nhờ đến tòa án dân sự để giải quyết. Qua đây cho thấy vấn đề quản lý thu hồi, chuyển nhượng, bồi thường đất đai lâu nay còn non kém. Nhiều dự án đã phải kéo lê thê, trì hoãn do ách tắc khâu đền bù giải phóng mặt bằng là vì như thế. Đó là hậu quả của việc áp dụng những quy định của pháp luật có liên quan không chặt chẽ và còn thiếu sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp trong công tác vận động, cưỡng chế.